Chân mến chào quý khán giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013. Sau đây là phần tin. Thưa quý vị, trước hết là tin Việt Nam. Hôm nay trước Quốc hội, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son thừa nhận việc quản lý mạng xã hội blog cá nhân là một thách thức trả lời chất vấn của Quốc hội hôm 20 tháng 11, người đứng đầu ngành thông tin truyền thông nói rằng dù đã có nghị định 72 để quản lý chặt chẽ các trang mạng xã hội nhưng nhiều người viết blog đã sử dụng những máy chủ đặt tại nước ngoài và không chịu sự chi phối của nghị định 72. Ông nói việc bùng nổ thông tin và internet khiến cho các trang báo mạng, trang thông tin điện tử, blog có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội hiện nay. Ông cũng cảnh báo điều gọi là các phần tử xấu đưa thông tin chính trị nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo đảng và nhà nước gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Mặt khác theo nghị định 159 với mới được ban hành thì kể từ đầu năm 2004 vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản có thể bị phạt tới 200 triệu đồng. Đặc biệt báo chí đưa tin không dẫn nguồn tin có thể bị phạt 500.000 đồng. Về tổn thất sau mưa lũ, thưa quý vị, chính quyền Việt Nam vừa cập nhật số người chết vì mưa lũ ở miền Trung lên đến 42 người, 5 người mất tích và 66 người bị thương. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến sáng ngày 20 tháng 11, có khoảng 430.000 căn nhà bị ngập, hư hại hoặc là bị cuốn trôi. Hàng ngàn hecta lúa và hoa màu và vùng nuôi thủy sản bị thiệt hại. Nhiều tuyến giao thông bị cắt đứt hiện nay mưa đã giảm và lũ đã xuống thấp ở một vài địa phương mưa lũ cũng làm ngập thành phố hội an một di sản văn hóa thế giới và cố đô huế cũng như nhiều nơi khác thiệt hại vật chất lên tới hàng chục triệu đô la truyền thông nhà nước ghi nhận một số đập thủy điện xả lũ đã gây đã góp phần làm cho các vùng ở hạ du bị ngập lụt nghiêm trọng hơn nhìn ra quốc tế thưa quý vị ủy ban nhân quyền đại hội đồng liên hiệp quốc vừa thông qua một nghị quyết kêu gọi myanmar xem xét công bằng cho người thiểu số rohingya có quyền công dân người rohingya sinh sống ở miến điện nhưng bị xem là vô tổ quốc nghị quyết cũng kêu gọi myanmar chấm dứt tình trạng người theo phật bạo động chấn áp người rohingya và những thành phần khác theo đạo hồi phản ứng về nghị quyết vừa nêu ông yohitan Giám đốc văn phòng Tổng thống của Myanmar nói rằng đã có những bước để tiếp cận vấn đề này, nhưng đảng đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã cáo buộc Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc can thiệp vào nội bộ của Miền Điện. Myanmar đang trong tiến trình dân chủ hóa, nhưng bạo lực chia rẽ tôn giáo sắc tộc đã làm lu mờ những thành quả đạt được. Khoảng 240 người chết, 240.000 người khác phải rời bỏ nơi sinh sống, phần lớn là người Horinja và theo đạo hồi. Trong diễn biến khác, thì quý vị, hôm thứ Tư, cảnh sát Myanmar loan báo bắt giữ 3 nghi phạm có kế hoạch đặt bom tấn công các nhà thờ Hồi giáo. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng, phân biệt tôn giáo và làn sóng bạo động chống người theo đạo hồi. Trong khi đó, cảnh sát Bangladesh bắt giữ 3 lãnh tụ nghiệp đoàn vào hôm thứ Tư sau khi xảy ra các cuộc biểu tình dẫn đến chết người làm hàng trăm xưởng may phải đóng cửa. Những cuộc biểu tình này được tổ chức nhằm phản đối mức tăng lương tối thiểu mới được ấn định cho công nhân ngành may mặc. Lao động ngành may mặc biểu tình vì không đạt được mức lương tối thiểu 100 Mỹ Kim một tháng, mà chỉ được điều chỉnh ở mức 68 Mỹ Kim cho một người một tháng, tức là tăng 76%. Nhà chức trách Bangladesh cho rằng ba lãnh tụ nghiệp đoàn bị bắt là do có vai trò trong các cuộc biểu tình vừa qua. Hàng chục ngàn công nhân ngành may mặc đã xuống đường ở Garibus, và các công nghiệp lân cận ở Asulia và Sava. Như người tình đã đụng độ với cảnh sát và có hai người bị bắn chết hôm thứ Hai, hàng trăm người khác bị thương. Thưa quý vị, Bangladesh có 4 triệu lao động phục vụ ngành công nghiệp may đứng hàng thứ nhì trên thế giới. Tổng lượng hàng may mặc xuất khẩu mỗi năm lên đến 22 tỷ Mỹ Kim. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chân như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị. <laughs>